Ừ, bây giờ chị hỏi một câu nhẹ nhàng nhé, chị thật nhé. Câu tiên này, con thích học vui không? Có. Rất thích ngày bình thường thôi. Đây. Rất thích ngày. Thế cô đây trồn nói cho em nghe có rõ không nhỉ? Nhớ rõ không? Có. Con phải nói có ạ chứ. Ừ, đúng rồi. Thế này nhỉ? Cái sách đĩa ở nhà xem có hay không? Hả? Sách mua đu ấy, đĩa mua đu nữa ấy. Xem hay không? Có hay bình thường không? Có không? Tống Cương. Thật nhé. Bây giờ này, chú hỏi con 10 từ, ok, 10 từ không? Không biết không sao, được không? Nhớ tớ kiến không? Hả? Con kiến nhé. Ant. Wow. Tốt. Nhớ từ ghế dài không? Hả? Ghế dài ấy, ghế dài ấy. Ghế băng ấy, được không? Cái từ ghế dài ấy. Chiếc ghế băng mà nhiều người ngồi được hết. Wow. Nhớ này. Cô yêu con thế cái đời. Thế còn cái bô lê chai này này. Bô lê chai có cái... con nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Không nhớ không sao. Nhớ lại. Cạp. Cạp. Bật rõ lên là con. Cạp. Cạp. Đúng rồi. Ừ. Còn bài học là gì nhỉ? Ừ. Bài học ý. Bài học. Bài... bạn học không đấy là bạn ăn, bạn học bạn ăn kéo ấy con. Desk nào? Desk. Đúng rồi, desk. Xuất sắc. Cái con có nhớ từ cạnh không? Cái bàn ghế, cái viền mép ấy, từ này khó. Có thôi nhanh khó nhanh. Es bây giờ bỏ qua. Ok, bạn có thích ăn là gì? Ăn là con thì biết từ này mà. Cố lên, cố lên, cố lên. Food. Bật rõ lên kit food. Food. Đúng rồi. Còn từ kit. Cô bé gái là gì nhỉ? Con gái ấy. Còn cái búa là gì? Hai từ đó thôi. Tôi nhớ từ liều tuyết không? Liều nhà tuyết đấy con. Nhà tuyết nó không nhiều á. Bắt đầu chữ ai? Y... Igloo. Igloo. Nhớ nè. Không nhớ. Một bật ra đúng không? Còn cuối cùng nhớ từ cuối cùng hôn là gì? Hôn. Con này cô Việt Anh dạy bao nhiêu lần rồi, cái búa em bảo là hammer hả? Cái búa là gì? Cái búa mà là hammer á? Dạy như thế nào? Người rơi là gì con? Batman. Đúng rồi, thế thì cái búa phải là... đúng rồi. Thank you very much.